Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng mài đao xẻ thịt thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng. Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ được đưa ra xét xử vào những ngày đầu tiên của năm 2021. Đây là một vụ án được nhiều người chờ đợi, không khác gì vụ Đinh La Thăng, bởi lẽ ông Vũ Huy Hoàng cũng như Đinh La Thăng đều từng là những người nắm một bộ có chức vụ mức độ sai phạm khủng khiếp nhất dưới thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vũ Huy Hoàng là người được Nguyễn Tấn Dũng ưu ái vào năm 2007. Khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định hợp nhất hai bộ gồm Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công thương, thì ông cử ngay cánh tay đắc lực của mình là Vũ Huy Hoàng nắm giữ bộ này. Có thể nói, khi hợp nhất hai bộ này lại, thì bộ này nắm gần như trọn nền kinh tế đất nước. Ông Hoàng gắn bó với Nguyễn Tấn Dũng suốt hai nhiệm kỳ và ông luôn là cánh tay đắc lực cho ông Thủ tướng đầy tai tiếng này. Đây là hình ảnh bài báo cho biết ông Vũ Huy Hoàng sắp ra vành móng ngựa. Ngay sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời ghế Thủ tướng, thì ngày 2 tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng đã họp và quyết định cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương thời gian 2011-2016 của ông Vũ Huy Hoàng. Có một điều hết sức buồn cười là ông Nguyễn Phú Trọng cho cách chức nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng, một người mà không còn tồn tại chức nữa thì vẫn bị cách chức. Việc này được một số người giải thích rằng ông Trọng làm cho hả giận hơn chứ thực chất không có hiệu quả gì. Những sai phạm dưới thời ông Vũ Huy Hoàng. Hầu hết những việc ông Bộ trưởng dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng đều tham nhũng khủng khiếp với những thông tin báo chí đăng tải và tòa án xét xử. Với ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì đã ngồi tù. Với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đang ngồi tù. Còn ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì cũng vậy, sắp phải ra trước vảnh móng ngựa nhận án. Như vậy, những tội tham nhũng này khó mà nói không liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng hai người đã bị kết án kia, chưa ai dẫn được quân của ông Nguyễn Phú Trọng đến trước cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng được. Giờ chỉ còn hy vọng là Vũ Huy Hoàng có thể khai ra điều gì liên quan đến ông Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Dưới thời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương có 5 đại án quy mô 30.000 tỷ đồng, mà Bộ là cơ quan chủ quản, nay đều trong tình trạng thua lỗ nặng nề, nguy cơ phá sản và mất trắng tiền công quỹ. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2017, theo quyết định của Bộ Chính trị, người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Việc cách chức nguyên Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng được dư luận coi đây là trò hề. Vì khi bị cách chức, ông Vũ Huy Hoàng đã không còn giữ bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy chính phủ nữa. Thứ nữa, ông Vũ Huy Hoàng qua hai nhiệm kỳ làm bộ trưởng. Nếu cách chức một nhiệm kỳ thì ông vẫn còn một nhiệm kỳ trước đó, nên tất cả quyền lợi được hưởng sau khi về hưu vẫn như cũ. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng thời còn là cánh tay đắc lực cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, ông Tô Ân Sô, Thiếu tướng, Chánh Văn phòng, vừa là người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 của Bộ Công an đang thực hiện trình tự tố tụng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với một số cựu quan chức của Bộ Công Thương, trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng xây dựng được đế chế gia đình như thế nào cũng là điều xã hội và cộng đồng cần đặt câu hỏi. Vào đầu tháng 2 năm 2014, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải vào vị trí quan trọng tại Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn Sapeco, một công ty quốc doanh trị giá đến 5 tỷ đô la. Lúc đó, Vũ Quang Hải được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó Tổng Giám đốc. Trước đó vào năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được ông bố quyền lực bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN, viết tắt là PVFI, trong ngành công thương
do ông Vũ Huy Hoàng phụ trách. Trong 2 năm mà Vũ Quang Hải trực tiếp điều hành, theo VAFI, công ty có vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng này đã lỗ liên tiếp 2 năm liền. Năm 2011 lỗ 155 tỷ đồng và năm 2012 lỗ 67 tỷ đồng. VAFI đưa ra hàng loạt câu hỏi. Việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi làm tổng giám đốc PVFI có là đúng hay sai? Ai chịu trách nhiệm gánh hậu quả là mất vốn nhà nước và mất của 4.700 cổ đông? VAFI còn đề cập đến việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Hà, Chánh văn phòng Bộ Công Thương, trước đó là thư ký của ông Vũ Huy Hoàng, về làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Sapeco. Ông Hà chủ yếu làm công tác hành chính và chưa từng qua chức vụ nào về quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đến tháng 7 năm 2016, dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Hòa Bình đã phải yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra làm rõ nhiệm vụ bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Sapeco để trả lời và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30 tháng 7 năm 2016. Tiếp đó, VAFI có văn bản gửi Bộ Công Thương, Thủ tướng và Trung ương Đảng tố cáo rằng có nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, nhân sự tại Bộ Công Thương liên quan trực tiếp đến việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2016, ông Tuấn Anh, người kế nhiệm Vũ Huy Hoàng đã buộc phải thừa nhận có sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào các vị trí cơ quan này cũng như tại các cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Đặc biệt là việc bổ nhiệm nhân sự trong giai đoạn nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng còn đang đương chức. Đây là hình ảnh cha con ông Vũ Huy Hoàng và Vũ Quang Hải. Như vậy là đế chế gia đình trị của Vũ Huy Hoàng sụp đổ, chóng vánh, không còn có Nguyễn Tấn Dũng làm chỗ dựa vững chắc nữa. Lúc trước khi còn dưới cái bóng to lớn của Nguyễn Tấn Dũng, hàng loạt sai phạm cứ diễn ra như thế nhưng không ai có thể tố được vì lúc đó thế lực của Vũ Huy Hoàng quá mạnh. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng còn không làm gì được thì nói gì đến những người cấp dưới, con trai ông Vũ Huy Hoàng ra sao. Vậy nên những vụ tố cáo sai phạm ấy mới chìm xuồng và phải đợi đến khi Nguyễn Tấn Dũng rời ghế Thủ tướng thì việc mới được ông Nguyễn Phú Trọng khơi dậy và Vũ Huy Hoàng đã bị khởi tố. Và vì sao Vũ Huy Hoàng bị xét xử sau Nguyễn Đức Chung là câu hỏi cũng được đặt ra. Vụ án ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố trước trong vụ án ông Vũ Quang Hải. Vũ Huy Hoàng có người chịu trách nhiệm liên đới với việc bà Hồ Thị Kim Thoa trốn ra nước ngoài, và trong vụ án Nguyễn Đức Chung cũng có người bỏ trốn, đó là Bùi Quang Huy, giám đốc công ty Nhật Cường Mobi. Trong khi đó, Nguyễn Đức Chung được xét xử giữa tháng 12 năm 2020, còn Vũ Huy Hoàng được đem ra xét xử sau đó một tháng. Thực chất là vụ án Vũ Huy Hoàng quan trọng hơn, nó liên quan đến sai phạm thời ông Nguyễn Tấn Dũng, mà trong đó nhân vật Hồ Kim Thoa đóng vai trò rất quan trọng trong mắt xích này. Hiện nay, Bộ Công an cũng đang khẩn trương tung người đi tìm bắt bà Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Tuy nhiên, việc này rất khó khăn khi bà Hồ Thị Kim Thoa đã định cư ở nước ngoài và được sống với sự bảo trợ của luật pháp quốc tế cũng như nước sở tại ở nước ngoài. Và việc kéo dài thời gian chưa đưa ra xét xử sớm hơn là lý do đó. Vụ án cũng phải được xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ 13, nhưng cũng cần phải đợi đầy đủ chứng cứ nên mới kéo dài đến như vậy. Còn vụ án Nguyễn Đức Chung thì phần làm lộ bí mật nhà nước đã được kết thúc hồ sơ sớm. Phần này không liên quan tới nhân vật chạy trốn Bùi Quang Huy. Đây là hình ảnh một tháng sau ông Vũ Huy Hoàng sẽ đứng trước vành móng ngựa. Ông Vũ Huy Hoàng từng được ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Nhưng dù có công trạng đi thế nào chăng nữa thì tấm huân chương đó cũng không phải là tấm kiên bài miễn tử, được bởi đơn giản ông Nguyễn Phú Trọng muốn đánh vào Vũ Huy Hoàng để khai thác được những gì về cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vụ án Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sapeco Sài Gòn đã được Tòa án Nhân dân thành phố thụ lý, dự kiến tháng 1 năm 2021 đưa ra xét xử công khai. Chắc chắn đây là vụ đại án không thua gì vụ Đinh La Thăng. Tuy nhiên, vì vắng mặt bà Hồ Thị Kim Thoa đã làm vụ án không được như mong đợi của Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến sai phạm tại Sapeco, ngoài chủ trương Vũ Huy Hoàng và Hồ Thị Kim Thoa thì còn có sai phạm của con trai Vũ Huy Hoàng tại công ty này. Bộ ba này hình thành nên liên minh, bổ nhiệm và thi hành những quyết định sai trái. Thế nhưng, Hồ Thị Kim Thoa đã trốn ở nước ngoài. Còn khoảng hơn một tháng nữa, vụ án được đưa ra xét xử. Mà thiếu nhân vật quan trọng thứ nhì này trong nhóm thì có thể nói sẽ có rất nhiều tình tiết ém dấu mà bên trong cơ quan tố tụng không thể nào khai thác được. Manh mối khai thác
dẫn đến những sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng vẫn mờ mịt đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và tuổi của ông thì đã quá cao và nhiệm kỳ của ông gần như sắp chấm dứt. Đây là hình ảnh vành móng ngựa sẽ có Vũ Huy Hoàng nhưng thiếu Hồ Thị Kim Thoa. Tuy là đang truy lùng Hồ Thị Kim Thoa về quy án, nhưng khoảng thời gian chỉ có hơn một tháng là nhiệm vụ bất khả thi đối với ông Tô Lâm. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bộ Công an tìm ra Hồ Thị Kim Thoa cả. Nhưng giả sử trong một khoảng tháng sắp tới, ông Tô Lâm bắt được Hồ Thị Kim Thoa thì sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Thì cũng chỉ có thể bắt cóc mới kịp về quy án, chứ còn đợi thủ tục dẫn độ thì một tháng là thời gian quá ngắn, không đủ để đưa bà Thoa về Việt Nam được. Vì vậy, có thể nói hết 90% là phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng thiếu vắng bà Hồ Thị Kim Thoa. Một tin rất tốt lành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đó không phải là điều Nguyễn Phú Trọng mong muốn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng mài đao xẻ thịt thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.